Chào bạn, tôi là Trang KTT. Chúc bạn ngày mới phước lành và may mắn. Chúng ta hãy cùng bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng, hào hứng, yêu thương. Bạn hãy lặp lại những câu thần chú đầy sức mạnh này cùng tôi nhé. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm
đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm
thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên. Tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp, tôi hào phóng, tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ.
tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi.
một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay,
Tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp, tôi hào phóng, tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp, tôi hào phóng, tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp, tôi hào phóng, tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này,
ngay trong khoảnh khắc này. Tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi mới. Ngày hôm nay, tôi trao đi yêu thương và đón nhận tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Ngay tại giây phút này, ngay trong khoảnh khắc này, tôi tự tin, tôi đam mê, tôi nhân ái, tôi hạnh phúc, tôi bình an, tôi liên tục tiến lên, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi. Tôi đón nhận thành công. Tôi là thỏi nam châm thu hút những điều tuyệt vời nhất. Hôm nay là một món quà tuyệt vời của vũ trụ. Tôi hào hứng chào đón những điều tuyệt diệu đến với cuộc sống của tôi. Những điều tuyệt diệu đang chào đón tôi. Một ngày mới đang đến. Tôi thành công. Tôi yêu con người của chính tôi. Tôi liên tục học hỏi và phát triển. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Tôi hòa hợp. Tôi hào phóng. Tôi tử tế với tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Ngày hôm nay, tôi gặp gỡ những cơ hội mới. Mọi việc tôi làm đều rất thuận lợi.